Hello, xin chào tất cả anh em nhé. Hôm nay mình sẽ cập nhật một số dòng xe mới về nha anh em. Đây mình có mấy chiếc tay ga mới về, siêu rẻ cho chị em anh em đi làm nhé. Địa chỉ của mình là ở khu phố 2, phường An Phú, thị xã Thuận An, Bình Dương. Số điện thoại 0988 428 669. Mình nằm ngay vòng xoay An Phú các bạn nhé. Đây là hướng này là ở dưới vòng xoay An Phú đi lên. Còn ở trên này là đi từ ngã tư 550 xuống nha các bạn. Thì hôm nay mình sẽ cập nhật mấy chiếc xe tay ga Mio giá rẻ, chỉ có mấy triệu thôi. Đây là một chiếc Mio màu đen 209, biển số 38 Hà Tĩnh nha các bạn. Xe này mà anh chị em nào mà thiện chí mua thì mình để cho giá là 6 triệu thôi. Đó. Máy móc ngon, máy móc êm ru luôn. Anh chị em nào mua xe này đi làm thì alo cho mình nhé. Còn chiếc Mio bên cạnh thì giá nó hơi cao tiền một tí. Chiếc này còn mới tinh, chủ xe mua về trùm mền không có đi nha anh em. Đó, còn mới lắm. Anh em thấy xe này còn mới lắm. Đó, mình quay trời tối thì nó không có thật nhưng mà rất mới. Xe này biển số 61 Bình Dương nha anh em. Anh em mà mua xe này thì mình để cho 8 triệu rưỡi thôi. 8 triệu rưỡi, tại sao nó mắc hơn xe này? Bởi vì cái xe này là nó còn rất mới, cho nên là con màu đen này thì nó rẻ hơn. Còn chiếc bên cạnh này là chiếc Enduro FI nha các bạn. Phun xăng điện tử, biển số thành phố, số đẹp nha anh em, 54V67999 nha anh em. Chiếc này mình cũng bán cho anh em 8 triệu để có xe đi làm rồi. Đó, cái này là phun xăng điện tử nhá, máy móc cũng rất êm. Đây mình nổ máy cho các bạn. Đó, máy êm lưu luôn. Đèn đuốc là đầy đủ hết nha anh em. Giá có 8 triệu thôi. Còn đây có mấy chiếc cúp nữa thì hôm bữa mình có quay báo giá cho anh em rồi. Đây là chiếc Sirius 2017. Xe này mình bán cho anh em 13 triệu 500 nha. Xe mới tinh luôn, cho anh em đi làm. Anh em ai có nhu cầu thì alo cho mình nhé. Anh em xem video nhớ bấm kênh nút đỏ miễn phí dùm cho mình nhé, để được theo dõi những dòng nhiều xe mình về, nhiều xe mới anh em thiện chí mua. Trong này thì có rất nhiều dòng xe cho anh em đi Tết nhé. Sachia Solix Xcenter mới về nhé. Đó, rất nhiều. Đây chiếc Ad 150 mới về luôn, vừa lột keo xong. Đó, mình quay sơ cho anh em cái này nha, rồi mình báo giá nha. Đây là chiếc Solix 2019 ta chia với Solix, bữa nay xe mới là bảy mấy triệu nha anh em.
mua xe cho anh em là một số tiền để tiêu Tết nhé. Đây là chiếc Raider Sunco, chiếc này cũng chiếc Solix luôn, trắng đỏ là màu hot nhất. Đây là hai chiếc Ad 2010 côn tay đó. Ở trong này thì có Winder 2018, SH 2018 nha anh em, Vario rất nhiều. Chiếc X-Side này hiện tại cửa hàng mình bán cho anh em là 27.500.000 nha. Biển số 67 An Giang. Máy móc bao zin cho anh em luôn. Còn chiếc Solix bên này mình bán với giá 59 triệu nha anh em. Rẻ hơn xe mới gần 20 triệu rồi. Đó. Chiếc Sachia bên này mình cũng bán cho anh em là 48 triệu 500. Chiếc Raider Sunco mình bán cho anh em đi làm là 27 triệu 500 nha. Xe này còn rất mới, nó chạy có hơn 20 ngàn thôi. Đây là chiếc Ad 2018 Winder nữa. Rất nhiều dòng xe cho anh em đi chơi Tết nhé. Đây mình quay biển số cho anh em nhé. Anh em nào có xem đúng biển số quê của mình thì mua đỡ phải rút hồ sơ sang tên nhé. Đây là có mấy con AB với Vario 2019 mới về luôn. Tối quá mình ngày mai mình sẽ quay cận cảnh cho anh em nhé. Đó. Rất nhiều xe cho anh em, AB quá trời luôn. Còn đây là những chiếc xe cửa hàng mình đã chốt cho anh chị em, chuẩn bị ship cho anh em lên đường. Đây, cửa hàng mình có ship là ghi tên đuổi địa chỉ hết cho anh em nhé. Anh em nào mà ở tỉnh xa không có khả năng đi vô đây trực tiếp thì mình sẽ ship tận nơi cho anh em. Cửa hàng mình làm ăn lấy chữ tín làm đầu nha anh em, không có buôn bán lừa đảo. Anh em chuyển tiền là sẽ có xe. Đây là còn một số dòng xe tứ quý nha. Anh em nào thiện chí đam mê những dòng xe tứ quý này thì alo cho mình. Đây có mấy chiếc Supreme cọp nữa nha anh em. Anh xem nào mà thích thì mình sẽ chia sẻ lại nha. Cảm ơn anh em đã theo dõi video. Rất chân thành cảm ơn.